Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn về các cái sai lầm mà chúng ta cần phải tránh khi chúng ta sử dụng cái CP chống giật. Thì ở đây chúng ta các bạn thấy là ở đây, đây cũng là một cái CP chống giật. Và đây cũng là một cái CP chống giật. Và cái loại này là gọi là LCP, tức là cái loại này thì nó có chức năng bảo vệ chống giật, chống trò, chứ nó không có chức năng bảo vệ quá tải. Cái CP này nó có hai chức năng chính, đó là bảo vệ quá tải ngắn mạch và bảo vệ chống chống giật. Thì trên một cái CP chống giật bao giờ nó cũng có các thông số nó cơ bản nó như thế này. Thì đầu tiên là về chống giật á, thì nó là dò, thì các bạn thấy là ở đây như trên cái CP này thì nó ghi là I delta này là 0.03 A, tức là nó là 30 mA đấy các bạn. Thì với cái dòng rò là 30 mA thì nó an toàn cho con người của chúng ta, tức là khi cái dòng rò, cái dòng chạy qua người chúng ta là 30 mA thì cái CP này nó sẽ cắt, thì nó sẽ an toàn cho chúng ta. Tương tự đối với cái CP này cũng vậy, thì nó cũng là ở đây nó, các bạn thấy nó cũng là 30 mA, là cái dòng rò của nó là 30 mA. Chúng ta đi về cái những cái sai lầm chúng ta mắc phải. Thì đối với cái CP chống rò á, hoặc là cái CP nối chung, thì các bạn phải đấu nối cái nguồn cho nó là phải đúng chiều nguồn và tải, và phải đúng chiều và đúng thứ tự. Ở đây đúng chiều và đúng thứ tự nghĩa là nó như thế nào? Thì thông thường á, thì một cái CP như ở đây, cái CP hay pha đây các bạn, thì thường là cái nguồn á, là chúng ta đấu ở phía tây này và tải đấu ở phía dưới. Thì ví dụ như cái CP này nó có ghi là nguồn và tải, thì chúng ta đấu là nó đúng như vậy, là nguồn chúng ta đấu phía trên và tải chúng ta đấu phía dưới, và chúng ta phải đấu đúng chiều, tức là cái thông thường thì cái lửa ở bên phía này và nguội là bên phía bên phải này, thì các bạn phải đấu đúng như vậy. Ví dụ đây các bạn, tôi sẽ đấu và cho các bạn xem, và trường hợp chúng ta đấu ngược thì nó sẽ như thế nào. Thì đầu tiên là ở đây tôi sẽ cái cốt đầu cốt màu đỏ này là dây tải dây nguồn dây lửa, rồi tôi sẽ bắt vào đây, rồi các bạn bắt nguồn vào đây. Rồi bây giờ ta sẽ cấp điện cho cái CP này, mà các bạn đo thì có đúng chiều chưa. Rồi đây là đúng là lửa nào nó nằm bên ngoài này là đúng rồi các bạn này. Thì khi các bạn sử dụng cái CP chống giật á, thì các bạn ở đây các bạn khi sử dụng thì các bạn phải test cái CP này. Đấy, thì cái CP của chúng ta nó hoạt động bình thường. Rồi trường hợp này là chúng ta đáo đúng chiều và chúng ta đáo đúng đúng chiều và chúng ta đáo đúng thứ tự. Bây giờ tôi sẽ đảo cái chiều này lại, thì các bạn thấy thế nó như thế nào. Lửa nó nằm bên này, nguội nó nằm bên này, thì các bạn xem thử, chúng ta test thử cái CP này nó vẫn hoạt động bình thường nhé các bạn. Nhưng mà cái điều này là chúng ta khuyến cáo là chúng ta không nên đảo như vậy. Nó vẫn hoạt động nhưng mà chúng ta không nên đảo như vậy. Rồi cái trường hợp thứ hai là chúng ta đảo ta đảo ngược lại, tức là ta đảo cái đây cái nguồn thì ta cấp ở dưới, cái tải ta cấp ở trên. Thì các bạn thấy điều gì xảy ra? Ở đây tôi sẽ đáo cho các bạn xem. Giả sử cái nguồn ta cấp ở dưới này, thì trường hợp này thì các bạn thấy cái CP nó có điều gì nó xảy ra? Rồi tôi vẫn cấp điện bình thường nha các bạn. Rồi cấp điện vào. Rồi ở đây chúng ta sẽ quay cho đúng chiều lửa và nguội đây. Rồi các bạn thấy đây, đây cũng là lửa, rồi đây cũng là nguội. Thì khi chúng ta test thử cái CP này, các bạn quan sát nhé. Rồi chúng ta test này. Đấy, thì các bạn thấy nó rè như vậy, nó vẫn tác động nhưng mà cái nó tạo cái tiếng kêu. Đấy. Tôi test lại cho các bạn xem này. Đấy, thấy chưa? Là như vậy, là như vậy trường hợp này là chúng ta đáo nó ngược cái thứ tự của cái nguồn, tức là nguồn ta cấp ở dưới phía dưới này, thì cái CP của chúng ta nó sẽ đó khi chúng ta test á, khi CP nó nhảy thì nó tạo nên cái tiếng rò đấy, nó rất là nguy hiểm, và chúng ta sử dụng cái CP của chúng ta là nó rất là nhanh hỏng. Rồi bây giờ chúng ta thử cái CP này nhé. Rồi đây, ta thử CP này. Rồi ta cũng cắm điện vào. Thì chúng ta cũng nhấn cái nút test. Đó, các bạn thấy nó cũng rò. Đây, các bạn cũng nghe nó cũng tạo nên cái tiếng kêu. Thì đấy, thì như vậy là các bạn thấy là chúng ta không nên đáo, tuyệt đối là chúng ta không nên đáo là cái nguồn cấp là ta đáo về phía tải. Đấy, thì các bạn thấy là nó, cái trường hợp này là chúng ta tuyệt đối là không nên làm. Đấy, bây giờ và về cái CP này thì chúng ta thường xuyên là chúng ta phải theo cái khuyến cáo của cái nhà sản xuất á, để đảm bảo cho an toàn á, thì thường xuyên là hàng tháng chúng ta phải
nhấn thử cái nút test này nha các bạn. Nếu như cái nút test nào mà chúng ta nhấn á, khi chúng ta găm điện vào ở đây, khi chúng ta cấp điện vào, ô các bạn là để ngược lại nó nắm cái CB các bạn ạ. À, khi chúng ta ra tới thử nó nắm cái CB này, rồi vào hôm nay nó nóng nóng này, nó dễ hãm cái CB lắm các bạn nhé. Đó, cho nên là chúng ta không nên đáo đấu cái ngược, cấp cái nguồn ngược như vậy. Cái nguồn mà chúng ta cấp ở dưới tải này là nó rất là nguy hiểm đó. Rồi như vậy là thường hàng tháng thường xuyên là chúng ta phải nhấn cái nút test này. Đấy, cái CB của chúng ta nó hoạt động, tức là CB của chúng ta nó còn tốt. Đôi khi chúng ta nghĩ là chúng ta lắp cái CB rồi và chúng ta chủ quan thì không có test thử cái CB này thì nó rất là nguy hiểm. Đấy, đây là cái hai cái trường hợp mà chúng ta cần lưu ý là khi chúng ta sử dụng cái CB này, chúng ta sử dụng nhớ đúng cách, tức là chúng ta phải đầu tiên là chúng ta phải thường xuyên chúng ta phải test thử cái CB này. Cái thứ hai là chúng ta phải đáo đúng chiều và đáo đúng cực, tức là đáo đúng lửa bên này, nguội bên này, và đáo đúng cực là cái đáo đúng chiều là cái chiều cấp ra điện, cái nguồn điện đi vào thì nó phải ở phía trên. Đây, cái tải thì nó đi ra ở phía dưới. Đó, các bạn luôn luôn phải đáo như vậy. Nếu như các bạn đáo ngược lại thì tôi đã trình bày cho các bạn xem rồi đấy. Thì các bạn thấy là nó sẽ tạo ra cái rò nó rất là nguy hiểm. Và một cái lưu ý chúng ta hết sức là lưu ý là khi chúng ta đáo cái tải thì giả sử ở đây tôi có hai cái bóng đèn. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta đáo tải của cái đèn này á, thì các bạn đấu nguội, khi các bạn đấu lửa thì các bạn đấu chung vào trong cái CB này rồi, và nguội là tất cả các nguội của cái tải á. Là giả sử như đây là hai bóng đèn thì các bạn phải đấu về nguội, đấu chung nguội về trong cái CB này. Rồi các bạn mà đấu nó như thế này thì nó mạch nó mới hoạt động. Còn các bạn đấu không đúng các bạn đấu mà đấu sai, các bạn đấu cái tải nó cái nguội á mà nó không có các bạn không đấu chung về CB á, tức là nó CB của chúng ta nó cũng sẽ không hoạt động. Bây giờ tôi sẽ đấu cho các bạn xem. Rồi đây, hai cái bóng đèn đây. Rồi, lửa thì chúng ta đáo vào nó rớt bỏ trong qua bên. Rồi, lửa thì các bạn thấy chúng ta là tải là chúng ta đáo phía dưới này, lửa là chúng ta đáo ở phía bên tay trái này. Và ngụy ở đây là một sợi màu xanh là cho cái đèn này, và một sợi màu đen là cho cái đèn này. Rồi các bạn đáo ngụy là các bạn đáo chung vào đây. Rồi chúng ta sẽ cấp nguồn cho nó. Thì cái trường hợp này thì khi chúng ta bật CB lên thì đèn của chúng ta nó sáng bình thường, nó không có vấn đề gì xảy ra. Các bạn thấy là nó không có vấn đề gì xảy ra đúng không? Rồi bây giờ á, giả sử như cái trường hợp là cái dây nguội này, cái nguội đây, chúng ta sẽ đáo một cái sợi dây nguội của cái đèn này, chúng ta đáo không qua cái CB này. Đây, chúng ta một cái sợi nguội của cái đèn này là một cái đèn màu đỏ này, chúng ta đáo qua CB. Cùng một cái sợi cái đèn này chúng ta đáo không qua CB, tức là chúng ta đáo lên cái đầu tranh của cái nguồn này. Đây các bạn thấy là chúng ta đáo lên cái đầu tranh này, thì các bạn sẽ thấy cái trường hợp cái hiện tượng gì xảy ra. Thì cái chức năng của cái CB chúng ta là nó hoạt động là nó dựa trên cái so lệch dòng đó các bạn. Rồi đây chúng ta sẽ đáo lên nó như thế này thì các bạn sẽ thấy hiện tượng gì xảy ra, thì chúng ta sử dụng cái CB này có được hay không. Rồi chúng ta cũng cấp nguồn vào. Các bạn để ý này, khi chúng ta bật cái CB lên này, rồi chúng ta bật CB này. Đấy, thì các bạn thấy nha, khi là bật lên á thì cái CB nó sẽ nhảy xuống liền. Đây này, đấy. Đó, nó nhảy xuống. Đấy, như vậy là nó sẽ không hoạt động. Thì tức là nó đã tạo ra cái dòng rò. Thì cái dòng rò á là cái dòng điện mà đi vào cái dây lửa á, thì nó đi qua hai bóng đèn. Mà nó cái dòng điện mà đi qua dây nguội á, đi về á, thì nó chỉ đi qua một cái qua cái CB này, thì nó chỉ qua cái bóng đèn màu đỏ này, qua cái bóng đèn màu vàng này, thì cái dòng điện nó không đi qua cái dây nguội của cái CB này, cho nên nó tạo ra cái dòng lò rồi dòng rò, tức là nó so lệch giữa cái dòng điện đi vào và dòng điện đi ra, cho nên là cái CB của chúng ta nó tác động. Đấy, thì khi sử dụng cái CB chống giật là các bạn lưu ý như vậy, là chúng ta phải đấu tất cả các cái lửa và nguội thì chúng ta đều cho nó đi qua cái hai cực của lửa và nguội của CB, tất cả đều cho đi qua lửa và nguội của CB. Đấy, đây là cái lưu ý cái chung nhất để chúng ta sử dụng cái CB chống giật này, là nó là như vậy. Thì các bạn có cái chỗ nào chưa rõ hoặc có cái ý kiến cái bình luận gì thì các bạn hãy để ở phần mô tả, tôi sẽ đọc và giải đáp thắc mắc cho các bạn. Còn video này thì chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.